Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube Finnews truyền hình thông tấn. Thưa quý vị, mới đây giới chức Ukraine cho biết tên lửa Oresnik của Nga đạt vận tốc tối đa 13.000 km h trên, trên hành trình tấn công các mục tiêu ở thành phố Donetsk. Những mảnh vỡ của tên lửa này hiện đang được đặt trong một cơ sở quân sự của Ukraine chuyên mổ xẻ các loại vũ khí. Các chuyên gia Ukraine đang nỗ lực nghiên cứu các mảnh vỡ này nhằm tìm hiểu sâu hơn về chuỗi cung ứng, sản xuất vũ khí của Nga từ đó đề ra các biện pháp đối phó cho các cuộc tấn công trong tương lai. Các nhà điều tra Ukraine đang nghiên cứu mảnh vỡ tên lửa đạn đạo tầm trung Oresnik mà Nga tuyên bố đã phóng vào thành phố Donetsk hôm 21 tháng 11 vừa qua. Hiện tại, các chuyên gia Ukraine đánh giá thận trọng về tên lửa Oresnik. Họ chỉ nói rằng đây là một loại vũ khí có quỹ đạo bay đặc trưng của một tên lửa đạn đạo. Ông Ivan, một trong các chuyên gia giải thích, đây mới chỉ là kết luận sơ bộ, việc cung cấp thông tin chi tiết hơn, đòi hỏi cần có thêm thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng những phần còn lại của quả tên lửa. Ông Oleg, một nhân viên điều tra cơ quan an ninh Ukraine cho biết thêm, đây là lần đầu tiên mảnh vỡ của một quả tên lửa như vậy được phát hiện trên lãnh thổ Ukraine. Giới chức Ukraine cho hay tên lửa Oresnik của Nga đạt vận tốc tối đa 13.000 km trên giờ trên hành trình tấn công các mục tiêu ở thành phố Donetsk. Các loại tên lửa đạn đạo tầm trung thường có tầm bắn khoảng 5.500 km. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi việc Nga phóng tên lửa đạn đạo vào thành phố Donetsk là hành động leo thang nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi Mỹ và phương Tây phản ứng. Ban đầu Kiev cho rằng loại vũ khí mà Moscow đã phóng là tên lửa đạn đạo liên lục địa. Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây viện trợ Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến mới và khẳng định thế giới có loại vũ khí bắn hạ được tên lửa Oresnik của Nga tuy nhiên sau đó tổng thống nga vladimir putin tuyên bố nước này đã phóng tên lửa siêu thanh tầm trung mới và mục tiêu quân sự của ukraine ở donetsk để đáp trả vụ kiev tấn công lãnh thổ nga bằng tên lửa atacms do mỹ cung cấp và storm shadow do anh cung cấp ông putin khẳng định oresnik là loại vũ khí mà mỹ và các đồng minh nato không thể đánh chặn nhà lãnh đạo nga cho biết moscow sẽ tiếp tục thử nghiệm loại tên lửa mới trên chiến trường và đã có sẵn số lượng lớn tên lửa này để sử dụng bất kỳ lúc nào Hiện vẫn còn nhiều điều chưa rõ về tên lửa Oresnik, bao gồm cả mức độ thiệt hại do nó gây ra. Ukraine hiếm khi công bố thiệt hại đối với các mục tiêu quân sự do lo ngại các thông tin này có thể có lợi cho Nga. Cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine đang chứng kiến những diễn biến mới đáng báo động, với việc hai bên triển khai các loại vũ khí tân tiến, gia tăng quy mô và mức độ tàn khốc. Trong bối cảnh đó, cả Nga và Ukraine đều phát đi những tín hiệu mạnh mẽ, không chỉ nhằm khẳng định sức mạnh quân sự mà còn gửi đi thông điệp đến các bên liên quan trong cộng đồng quốc tế. Ngày 21 tháng 11, Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu vật âm mới mang tên Oresnik để tấn công một cơ sở quân sự tại Donetsk, Ukraine. Giải thích cho quyết định này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích quốc gia, nhấn mạnh Moscow không chấp nhận việc lãnh thổ của mình bị đe dọa bởi các loại vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Theo ông, các cuộc tấn công bằng Oresnik là một phản ứng tương xứng và cần thiết trước sự gia tăng vũ khí của Ukraine. Phát biểu tại một cuộc họp với các nhà lãnh đạo quân sự hôm 22 tháng 11, ông khẳng định Nga sẽ tiếp tục sử dụng và bắt đầu thường xuyên sản xuất các loại tên lửa mới. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei shoigu nêu rõ, với khả năng tấn công chính xác và tốc độ vượt trội, Oresnik không chỉ là vũ khí chiến lược mà còn là lời cảnh báo đối với những kẻ thù tiềm tàng của Nga. Giới chuyên gia quốc phòng Nga cũng nhận định việc triển khai Oresnik là cách mà Moscow khẳng định lại sức mạnh trong bối cảnh áp lực từ phương Tây ngày càng gia tăng. Theo thông tin từ phía Nga, Oresnik đạt tốc độ trên March 11, mang theo 6 đầu đạn với sức công phá lớn và khả năng xuyên phá các hệ thống phòng thủ tiên tiến. Loại vũ khí này được đánh giá là bước tiến mới trong kho vũ khí chiến lược của Nga nhằm khẳng định ưu thế quân sự trong cuộc xung đột. Đáng chú ý, Nga hiện cũng đang cân nhắc việc hồi sinh tên lửa đạn đạo tầm trung RS-26 Rubes, động thái có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ từ NATO và các nước phương Tây. Nhà phân tích quân sự Nga Alexei Leonkov nhận định, RS-26 không chỉ là sự củng cố năng lực quốc phòng của Nga mà còn là biểu tượng của sự trở lại trong thế đối đầu chiến lược toàn cầu điều này làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chạy đua vũ trang mới có thể tái khởi động đẩy căng thẳng giữa nga và phương tây lên mức nguy hiểm hơn ngoài yếu tố quân sự cuộc tấn công bằng oresnik còn mang thông điệp rõ ràng tới các quốc gia phương tây điện kremlin đã chỉ trích mạnh mẽ việc nato mở rộng cung cấp vũ khí tầm xa và hiện đại cho ukraine cho rằng điều này đang đẩy khu vực vào một cuộc chiến kéo dài với hậu quả không thể lường trước Người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov khẳng định, Nga không có ý định lùi bước trước bất kỳ áp lực nào và việc sử dụng Oresnik là lời nhắc nhở về sức mạnh quân sự mà Moscow sở hữu. Ông đồng thời cảnh báo, bất kỳ hành động nào vượt qua làn xanh đỏ của Nga sẽ bị đáp trả một cách quyết liệt. Đồng quan điểm Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng cảnh báo, bất kỳ kịch bản leo thang nào cũng có thể xảy ra trong cuộc xung đột tại Ukraine vì những gì phương Tây đang làm theo ông, các nước phương Tây không chỉ cung cấp vũ khí và tiền bạc cho Ukraine, mà còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động quân sự khi hỗ trợ Ukraine, xác định các mục tiêu ở Nga và sử dụng tên lửa do Mỹ và châu Âu sản xuất. Về phía Ukraine, quốc gia này không ngừng mở rộng quy mô chiến dịch phản công. Trong đó, nổi bật là việc sử dụng các loại tên lửa tầm xa như ATACMS và Storm Shadow do Mỹ và Anh cung cấp, nhằm tấn công vào các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả khu vực Bryansk và Kursk những cuộc tấn công này đã làm gia tăng đáng kể áp lực đối với moscow tổng thống ukraine volodymyr zelensky tuyên bố việc ukraine sử dụng các loại vũ khí tầm xa là hoàn toàn chính đáng để bảo vệ chủ quyền và đẩy lùi sự xâm lược của nga ông kêu gọi các quốc gia phương tây tiếp tục hỗ trợ vũ khí hiện đại để ukraine có thể duy trì sức mạnh phòng thủ trước các cuộc tấn công của nga đáp lại bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin khẳng định washington sẽ không ngừng hỗ trợ kiev nhằm bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp tuy nhiên ông cũng cảnh báo các bên cần tránh những hành động có thể dẫn đến leo thang xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát thủ tướng anh rishi sunak cũng bày tỏ quan điểm rằng trách nhiệm của phương tây là hỗ trợ ukraine tự vệ và bảo vệ quyền tự do so của mình dù không muốn kích động cuộc xung đột điều này cho thấy sự đoàn kết nhưng cũng đầy thận trọng từ phía phương tây trong việc hỗ trợ kiev một yếu tố đáng chú ý khác là việc ukraine đang tìm kiếm các biện pháp tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của mình theo nhà phân tích quân sự andrei drigenko Ukraine cần nâng cao năng lực phòng không để bảo vệ không phận trước các cuộc tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm của Nga. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng sự chậm trễ trong việc cung cấp các hệ thống phòng thủ hiện đại như THAAD hoặc Patriot có thể gây ra những tổn thất nghiêm trọng. Trong khi đó, nhà nghiên cứu quốc tế Fiona Hill nhận định, việc gia tăng cung cấp vũ khí cho Ukraine đồng nghĩa với việc NATO sẽ phải đối mặt với rủi ro leo thang căng thẳng ngày càng lớn từ phía Nga. Bà cảnh báo bất kỳ hành động leo thang nào cũng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO, điều mà không bên nào mong muốn. Các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS cũng cho rằng, xung đột hiện nay đã bước vào một vùng nguy hiểm, nơi những tính toán sai lầm dù nhỏ nhất cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Sự leo thang vũ khí và chiến thuật giữa Nga và Ukraine đã đẩy xung đột lên mức độ nguy hiểm mới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường đối với an ninh khu vực và toàn cầu trong bối cảnh này các tổ chức quốc tế như liên hợp quốc đã kêu gọi hai bên kiềm chế khẳng định không có giải pháp quân sự nào có thể mang lại hòa bình bền vững đồng thời nhấn mạnh vai trò của đối thoại và ngoại giao tuy nhiên với quyết tâm của cả hai bên trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược bằng quân sự triển vọng đàm phán hòa bình vẫn còn mờ mịt một cuộc xung đột kéo dài sẽ không chỉ làm gia tăng thương vong và đau khổ cho người dân ukraine mà còn đặt ra những thách thức lớn về kinh tế và chính trị cho cả nga và phương tây Việc giảm căng thẳng và tìm kiếm giải pháp ngoại giao là điều cần thiết hơn bao giờ hết, không chỉ vì hòa bình cho Ukraine mà còn vì sự ổn định toàn cầu. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.